về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe xác xe tìm tôi. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe muối kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa xuân đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông Vắng Đò. Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách là ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy kè của biển Gò Công nha. Cái dự án này chắc phải nghe Dượng nói chắc phải lâu lắm mới xong á. Nó dài vậy đó, mà nhưng mà xây mới có một đoạn à. Đó, mấy cái cột rồi nè, hào nó đóng không à. Mới đây lên đây quay coi đại luôn nè. Bỏ mấy lên đi lên kéo lên. Bỏ cái cốt cái điện thoại dưới. Rồi thằng ấy lên đọc lên luôn. Dài qua bên đó luôn. Dài luôn, chậm qua bên luôn. Dài chậm. Nó chạy chỗ này mà. Đấy, nó cũng được. À, chỗ này lỗ hơi nhiều đúng không? Mấy à. Quỷ kia nó ra hôm nay nó nhậu qua mà nó ấy hoài gì. Ủa nhậu chứ cây này hả trời? Ừ, ngồi đây mát nè. Ồ, hà bự bự không đấy. Nhắc nhắc dò ha thử đây. Nào mọi người, đây mình đang đi trên cái bờ kè. Đây là bờ kè đầu tiên của Gò Công. Đầu tiên mà được chính phủ mà đầu tư đó. Đây đây cái bờ ở trong này các bạn, nó lở vô sâu đây nè. Đó, nó lở vô sâu quá. Bây giờ mình tấn cái bờ kè để mình trồng gừng để cho giữ bờ giữ đất rồi. Tại vì qua cái đám gừng đó là thấy vô tới đất của dân. Tới mấy vuông này nếu mà nó đứt cái bờ đó là nó sẽ nước mặn nó biển nó tràn vô trong kia luôn. Ở đi đó. Đừng có để dịnh. Đi mình thôi đừng có dịnh. Này đất hay đá dưới đó đất mà. Đất. Đào mới bỏ đá à. Mấy cái cột này là nó đóng hào dữ lắm nè mọi người.
Đây là một trong công trình quốc gia nè. À, mọi người thấy không, có một ở đó phía đó, đó nó có một cái con đường vô đó. Đó, đó là nhà người ta ở đó. Ở phía sau lưng cái đám gừng này là nhà, là đất vuông. Nếu mà thời gian mà nó sạt lở nhiều quá rồi nó sẽ làm đứt cái bờ này, thành thế vô trong đất vuông. Cho nên là nhà nước đầu tư một cái bờ kè như vậy nè. Từ cái phải từ bờ kè này vào đó cũng xa lắm á. Trong này gió mát mọi người. Ừ.